Khảo sát tim thai thì cái các chỉ số về mặt tim mạch đó, thường là mình sẽ quy đổi theo phương thức G-score. Nó cũng giống như là bên sản vậy đó, để mình tính về cái lớn hoặc là nhỏ của cái kích thước của một cái cấu trúc so với cái tuổi thai của bé nó lớn hay là nó nhỏ hơn so với bình thường. Thì hiện tại trên thế giới mình sẽ có theo trong những cái guideline của ASE 2023 thì mình sẽ có năm cái tóm tắt, năm cái tác giả đưa ra những cái bản tính G-score. Thì trên cái hệ thống tích hợp của máy GE, những cái thì cái thông số G-score đã được tích hợp, đã được GE đưa vào trong cái hệ thống để khi mà mình đo trực tiếp trên bào thai, mình khảo sát trực tiếp trên bào thai thì nó cũng sẽ hiện lên những cái thông số GE của G-score, và mình không cần phải tra bằng những cái bản tính. Rất là tiện lợi để khi mà mình thực hành. Đây là một thai phụ, thai khoảng 24 tuần, con lần 2. Thì chỉ định tim siêu âm tim thai của ca này là thai phụ này đã có một bé bị tim bẩm sinh, đã phẫu thuật xong. Đây là con thứ hai. Bé đầu tiên là bị thông liên thất. Thông liên thất. Như bình thường thì đầu tiên là mình sẽ đi từ mặt cắt, mình xác định situs. Thì đó, theo phương pháp của ông Timothy năm 1994, mình để cái đầu quay bên trái của màn hình, sau đó mình quay 90 độ theo chiều kim đồng hồ. Mình xác định cái vị trí của cột sống. Rồi, xác định đây là dạ dày. Thì mình sẽ xác định được bên đây là bên trái của bệnh nhân và bên đây bên phải của bệnh nhân theo cái hình mà ông đã đưa ra. Và đây từ mặt cắt dạ dày mình sẽ lên mặt cắt 4 buồng. Mặt cắt 4 buồng này thì mõm tim với dạ dày sẽ nằm cùng một bên. Mình tìm một điểm rơi thích hợp, sau đó mình nếu mình quét nhanh thì không cần đo đạc. Thì mình sẽ dùng những cái chế độ như là coi về tĩnh mạch phổi, PD, mình so sánh hai bên. Mình xác định tĩnh mạch phổi đổi về nhĩ trái, mình xác định những cái cấu trúc tim là tim bên là cấu trúc thất trái thất phải, hai nhĩ cân đối, hai thất cân đối, tim trái nằm bên trái, tim phải nằm bên phải, nhĩ thất tương hợp. Rồi sau đó mình sẽ đưa lên mặt cắt ba mạch máu, mình sẽ coi vùng thoát của thất phải. Mặt cắt ba mạch máu này bình thường. Rồi đây là vùng thoát của thất trái. Đối với những mạch máu nhỏ thì mình sử dụng màu BD sẽ tốt hơn. Còn đối với những mạch máu lớn thì mình sẽ xài cái màu như màu color. Để chi tiết hơn cho một cái tim thai thì bây giờ mình sẽ thực hành đo cái G-score. Đây là mặt cắt 4 buồng. Thì mình phi lại. Thì thường trong cái đo đạt thì nó sẽ có theo thì tâm trương hoặc là thì tâm thu. Thì trong tất cả các kính dễ nhớ nhất là mình cứ đo cái nào bự nhất. Thì mình sẽ đo bằng G-score đây. Mình bấm đây mặt cắt 4 buồng. Thì nó sẽ có vòng van 2 lá bên đây. Thì mình sẽ đo đạt cái vòng van 2 lá là từ đây tới đây. Đó, 8.18. Thì G-score tự chính ra là 1. Mình đo vòng van 3 lá. Thì bình thường trị số như co bình thường sẽ là theo chuẩn là bằng 0. Còn nếu như mà trừ theo biểu mà dưới dấu trừ là bắt đầu là nhỏ hơn so với bình thường, và dấu cộng là lớn hơn. Và có giá trị mà có ý nghĩa mà cần phải quan tâm borderline là sẽ là khoảng là dưới trừ 2 và dưới, mà thí dụ như trừ 3 sẽ là nặng. Mà tim to, thí dụ như tim to thì dấu hiệu là cộng 2 hoặc là cộng 3. Rồi sau đó mình làm mặt cắt cảnh ức trục dài. Mình sẽ coi được cái vùng thoát thất trái. Vùng thoát thất trái thì cũng như bình thường mình sẽ
cho bộc lộ rõ. Rồi phần thất thất trái mình coi cái vị trí nào mà nó bự và nó có cái lá van nó rõ nhất thì mình sẽ đo bên đây là aortic arch, mình đo là AV annulus là 4.4 ha, nghĩa là bình thường theo tuổi thai. Rồi mình ra cái mặt cắt buồng thoát thất phải, rồi flow lên bình thường chút xíu thôi. Rồi mình bỏ màu đi để mình đo bằng 2D sẽ chính xác hơn. Đây là mình đo cái vòng van động mạch phổi. Đối với những ca bình thường thì mình có thể là mình coi thôi cũng được, mà những cái ca mà có biến chứng thì nó, những cái ca mà có bất thường thì đây là một cái công cụ rất là hữu hiệu. Mình đo đây là mình cũng thấy là nó là bình thường. Rồi một cái số mà cần, những đây là những thông số rất là bình thường. Ví dụ một ca bình thường thì mình chỉ đo nhiêu đây thôi đã đạt chuẩn rồi. Đó, mình quay lại mình đo cái phần cấu trúc phần eo. Thì đây là mình sẽ có lo axit, mình có cái phần aortic arch thì mình có phần eo ở đây. À, thì mình sẽ đo cấu trúc eo ở đây. À, thì đây là cũng là cái trị số bình thường là 0.12. À, để là kết thúc cái đo đạt G-score rất là nhanh của một ca bình thường thì mình không cần phải so sánh bảng nào cả, trên máy đã có hiện sẵn cho mình hết rồi. Khi mà làm xong kết thúc một bệnh nhân á, thì thường là mình sẽ bấm vào cái phần report. Thì trong cái phần report báo cáo của dữ liệu á, thì là người ta nó sẽ hiện ra hết. Ví dụ như đây là kích thước của vòng van hai lá mình đo lần đầu. Nếu những ca mà bất thường á, thường mình sẽ đo, cố gắng mình sẽ đo 2-3 lần thì trị số này sẽ là trị số trung bình. À, sau đó mình sẽ thấy tới là ở đây là kích thước 2D mình đo được. Sau đó tới mình sẽ thấy những cái, đây là họ tính theo cái G-score cho mình theo tuổi thai, thì đây của các theo tác giả Snyder thì đây là 1.08 đối với vòng van 2 lá, 1.55 vòng van 3 lá. Đó, thì trang 2 thì nó cũng hiện ra những thông số mà mình đo, như là vòng van nó chủng chia ra cho mình luôn cả tỷ lệ giữa vòng van động mạch chủ, vòng van động mạch phổi, kích thước của vùng eo, G-score cũng đã hiện ra. Và mình sẽ thấy những cái tác giả ở đây khác nhau, vì lý do là ông Snyder ổng không có cái kích thước của cái eo động mạch chủ, nên là GA đã tích hợp những có khi có tác giả listener là có cái G-score của vùng eo động mạch chủ thì họ đã tích hợp vô, nên thật ra công cụ này nó rất là hữu ích cho các bác sĩ tim mạch, đặc biệt là những ca bất thường. Sau đây mời mấy anh chị tiếp tục những cái ca bất thường mà coi những G-score những ca bất thường khác. Tiếp tục tới ca lâm sàng thứ hai, thì đây là một bệnh nhân con lần đầu, thai phụ 27 tuổi. Quá trình khám thai là phát hiện bất thường tim bẩm sinh ở bệnh viện Sinmac lúc thai 20 tuần. Thì như bình thường mình sẽ xác định situs, đầu quay bên trái của cái màn hình, sau đó mình quay theo chiều kim đồng hồ 90 độ thì mình sẽ ra được mặt cắt này. Rồi thì đây là cái dạ dày của bệnh nhân, là nằm phía bên tay trái, tim cũng nằm bên tay trái. Ca này thì mình nhìn có vẻ là tim mình 4 buồng này bình thường, nhưng mà mình thấy trên 2D mình cũng thấy là cái lá van ba lá này nó giảm cử động, nếu mà mình để ý. Sau đó mình có thể mình bỏ màu vô để mình kiểm tra như bình thường, thì mình thấy là mình chế độ tĩnh mạch phổi trước, thì thấy tĩnh mạch phổi đổ về nhĩ trái,
Đó, đủ. Sau đó mình chuyển qua cái chế độ mà là trong tim, thì mình sẽ thấy đây là cái luồng hở của cái van ba lá. Đó, khi so sánh hai bên. Đó, thì đối với một cái thai mà bất thường, có bất thường van ba lá, thì cái chuyện đầu tiên mình phải nghĩ tới đó là coi chừng bất thường cái đường thoát của cái thất phải của động mạch phổi. Hở van ba lá này ở mức độ là trung bình. Sau đó mình đưa lên cùng một cái địa điểm này, mình chỉ cần nhích tay lên cái đầu giò, nhích tay một chút xíu thì mình sẽ ra được cái buồng thoát của thất phải. Mình có thấy gì lạ không ạ? Đó là một cái luồng mà màu đỏ đỏ, bình thường nó sẽ là màu xanh hoàn toàn. Bây giờ mình sẽ thấy một cái luồng màu đỏ. Thì cảm ơn các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ sản rất nhiều. Thường những bệnh nhân này nó sẽ sót trong cái thời kỳ bào thai, để lần em bé sau sanh nó sẽ tím rất nhiều. Đây là một ca BAIPS. Thì bây giờ bài này là mình về thực hành G-score. Thì mình cũng tính y chang như vậy, tại vì G-score sẽ có giá trị trong bệnh nhân này như thế nào, thì mình sẽ tiên lượng được ca này sẽ theo hướng tim một thất hay là tim hai thất sau sanh đối với nhóm bệnh BAIPS. Mình cũng đo canh rồi xong, sau đó mình cho cái tim chạy, mình sẽ canh cái kích thước nào mà nó bự nhất. Thì đây là một ca bất thường nên mọi thông số mình đo cũng phải rất là cẩn thận, vì nó đánh giá được cái tiên lượng của bệnh nhân. Mình cũng bấm vô G-score, bấm vô 4 buồng. Và đây là cái vòng van hai lá. Vòng van hai lá là kích thước bình thường. Vòng van ba lá thì mình tính tới cái khoảng mà độ mở van thôi, thì mình sẽ thấy nó là âm 0.66. Mình sẽ đo rất là nhiều lần chứ không phải chỉ có một lần. Đây vòng van hai lá ha. Đây vòng van ba lá. Khoảng đó ha. Rồi, một trong những cái tiên lượng của bệnh nhân này nữa là cái vòng van động mạch phổi. Mình thấy là nó hoàn toàn không có cái luồng máu từ ở dưới cái buồng thoát thất phải lên động mạch phổi. Nó giống như có một cái màng ngang ở giữa. Đây là cái vòng van động mạch phổi. Cái nhìn bằng mắt thường thì nó cũng không có tới nỗi nào so với vòng van động mạch chủ. Mình cũng sẽ cố gắng mình đo khoảng 2-3 lần. Rồi. Trong cái bệnh lý này thì mình phải đánh giá cái chức năng thất nữa. Thì đánh giá chức năng thất phải thì bằng tới thời kỳ tâm tâm thu, thì mình sẽ đo với
cái Doppler của cái hở ba lá. Chế độ qua chế độ continuous way ha, để mình bắt cho nó hết trọn vỏ. Cái này hở rất là nhiều, thành ra mình phải chỉnh baseline lên trên hết. Phần tóc của luồng hở ba lá này rất là lớn, 4 mét dày ha, là 398 cm dày. Thì mình sẽ thấy là ở trên cái đầu dò convex của này á, nếu như mà đầu dò thường của máy siêu âm tim thai, máy siêu âm sản khác á, thì mình khó lòng mà mình bắt được trọn phổ lắm. Trên cái đầu dò này á, thì mình bắt được vận tốc tối đa cho phép là 5-6 mét dây lượng, nên mình cứ mình sẽ lấy được trọn cái phổ đó. Rồi tiếp tới là mình phải đánh giá cái chức năng tâm trương của cái thớt này, thì mình sẽ đánh giá bằng cái bench way, bằng cái ơ trên A. Thì mình có sóng ơ với sóng A của ca này, thì mình sẽ vô cái phần Vito Echo, trong đó có cái phần van ba lá, thì mình đo được cái sóng ơ. Sau đó mình đo tới sóng A, thì nó sẽ ra tỷ lệ ơ trên A. Trong đây nó cũng có phần cái inflow time, đây là cái cảm giác time. Nếu cái thời gian này mà nó ngắn dần á, thì chứng tỏ là cái chức năng thất này nó có diễn tiến xấu hơn. Thì so với cái tuần trước thì dĩ nhiên là bầu này nó chưa có diễn tiến. So với những cái thông số mà mình đo là vận tốc ở ba lá nhiều, chứ nó chứng tỏ chức năng thất còn tốt. Cái thứ hai nữa, cái những cái score của vòng van ba lá và vòng van động mạch phổi ca này vẫn nằm ở trong mức độ là chỉ là ở khoảng -1 thì nó vẫn là theo dị sẽ, nếu mà không diễn tiến nữa thì thai này vẫn là một cái KBA-IBS là được hai thất sau sanh. Hình rất là đẹp, cung động mạch chủ. Mặt cắt này mình sẽ cố gắng mình coi cái vị trí với cái chiều cái ống động mạch, mình sẽ thấy là cái flow ống động mạch này là màu xanh, tức là từ chủ qua phổi hoàn toàn. Bạn này là một bạn tim bẩm sinh phụ thuộc ống động mạch. Nếu rõ hơn chẩn đoán là không lỗ van động mạch phổi, phát điên thất viên vẹn. Hiện tại trong nhóm bệnh nhân này thì so với những cái thông số của bệnh nhân này mình đo đạt được, thì nếu bệnh không diễn tiến nữa thì sẽ vẫn là một cái điều trị được theo hướng tim hai thất sau sanh. Sau khi làm xong á, thì mình sẽ bấm vào cái phần report. Thì mình cũng sẽ thấy đây là những thông số mình đo hai lần nè, lần 1 nè, lần 2 nè, và trị số trung bình. Thì cái C-score này nó sẽ chính cho mình theo cái trị số trung bình. Như vòng van hai lá đây là 6.24, thì theo tuổi thai là 0.31. Ba lá là 5.32, tuổi thai là -0.81. Vòng van động mạch phổi 3 thì trung bình của nó sẽ là -1.5. Mình sẽ đo luôn cả đây có ơ trên A, tỷ lệ ơ trên A hiện tại là 0.55. Mình sẽ theo dõi cái chỉ số này để những lần khám sau mình có thời gian inflow time với outflow time. Thì đây là cái report mình, khi mà mình làm xong mình sẽ có, thì nó rất là tiện để cho mình theo dõi và cũng như mình so sánh các lần sau.
thai phụ. Con thì con lần đầu, bệnh nhân đã thấy sảy thai lần trước 2 lần. Thì bệnh nhân này có độ mờ da gáy dày. Và sau đó là được nghi ngờ, được siêu âm ở bệnh viện Từ Dũ đã phát hiện tim bẩm sinh lúc thai khoảng 15 tuần. Hiện tại thai này là thai 20 tuần. Đã được chọc ối rồi, kết quả chọc ối là bình thường. Thì như từ đầu theo cái phương pháp cũ thì mình để cái đầu phía bên tay trái của cái màn hình. Cho tư thế thai nó không có được thuận lợi nên thường mình thử nghiêng bệnh nhân thử, thì mình sẽ tiếp cận được bằng một cái hướng khác thì đôi khi nó sẽ rõ hơn. Và bệnh nhân này thì đang thực hiện là nghiêng bệnh nhân. Mình xoay theo cái đầu giờ theo chiều kim đồng hồ. Mình có điểm rơi ở tại vị trí này. Mình sẽ thấy cái dạ dày nằm bên đây, tức là bên trái. Mõm tim thì cũng nằm bên trái. Đây từ cái hướng dạ dày đi lên, mình sẽ thấy cái xoang bành nó giãn. Đó, đây là xoang bành giãn. Thai 20 tuần hồi nãy cũng đã thử bằng một cái máy khác thì cái hình ảnh nó không có được rõ. Nên mình đã sẽ thử bằng cái hình ảnh bằng cái máy này. Thì đây là mặt cắt 4 buồng. Mình sẽ thấy lên 2D là mình thấy cái mặt cắt 4 buồng này là bình thường. Rồi đó mình bỏ màu vô. Mình cũng như từ đầu, mình đi quan sát cái tĩnh mạch phổi trước. Mình sử dụng cái chế độ màu BD. Mình thấy những cái tĩnh mạch phổi này nó đổ vô trong nhĩ trái, cái nhĩ nằm bên trái. Sau đó mình sử dụng cái chế độ màu gạt dắt. Mình chỉnh qua cái chế độ màu color. Mình so sánh hai bên để cho cái hình ảnh của nó dễ đọc hơn. Tư thế thai này rất là khó Cũng không phải lúc nào mình cũng gặp tư thế thai dễ. Nên tư thế thai khó đôi khi mình vẫn phải làm. Chế độ zoom rất là đẹp. Nhỏ xíu mà mình zoom lên mình vẫn thấy được rõ. Mình chỉ cần ra được cái mặt cắt 4 buồng thì từ cái vị trí 4 buồng mình sẽ nhích cái đầu dò, mình sẽ thấy được tất cả các mặt cắt khác. Đây là cái động mạch chủ cưỡi ngựa vách liên thất. Thường mình sẽ xác định, thí dụ như mình hỏi là cưỡi ngựa 50% nghĩa là sao? Thì đây là thất trái, đây là thất phải, đây là cái thông liên thất. Thì cưỡi ngựa 50%, thí dụ mình sẽ tính từ khúc này, mình sẽ tính đâu nó mé về phía bên trái, xong nó lệch về phía bên phải. Thì mình thấy là cái lệch của phía bên phải nó nhiều hơn phía bên trái. Ra này nếu mà nhìn bằng mắt thì mình cũng thấy là nó cưỡi ngựa là hơn 50% so với bình thường. Đó. Đây là cái xác định cưỡi ngựa bao nhiêu phần trăm trong cái những cái bệnh lý. Mình sẽ thấy một cái trong đây là cái mặt cắt 3 mạch máu. Nếu mà bình thường mình sẽ thấy cái động mạch phổi nó sẽ lớn, động mạch chủ nó sẽ nhỏ hơn động mạch phổi. Ở đây mình thấy động mạch phổi nó nhỏ hơn so với cái động mạch chủ. Nhưng mà nó chia hai nhánh có hợp lưu màu xanh lên rất là tốt. Chứng tỏ là cái ống động mạch này là nó là flow này là chủ, vẫn là chủ phổi bình thường. Thì trong cái tứ chứng phân lô thì cái giải phẫu của động mạch phổi á, thì là sẽ là cái yếu tố quan trọng. Tứ chứng phân lô thì hầu hết các bệnh nhân mình sẽ mổ được hết, nhưng mà cái giải phẫu động mạch phổi mình sẽ quyết định được bé này sẽ là tiên lượng là mổ một lần hay mổ nhiều lần và mổ theo hướng nào, có cần phải hỗ trợ gì sau sanh hay không. Thành ra G-score trong bệnh nhân tứ chứng phân lô cũng rất là quan trọng. Thì đây mình sẽ đo cái G-score của cái vòng van động mạch phổi. Đây là G-score bấm sắc axit. Mình sẽ ra cái bên rim annulus thì mình sẽ đo cái vòng van G-score trên đây. Thì ca này vòng van G-score động mạch phổi là 2.5 2.5 mm. G-score theo tuổi thai là -3.
Đây hai nhánh động mạch phổi. Đây là nhánh động mạch phổi phải. 1.7 score trừ 1. Nhánh động mạch phổi trái. 1.6 score cũng tầm tầm khoảng trừ 1. Mình sẽ đo khoảng 2 tới 3 lần ha để mình xác định cái nào là quan trọng nhất. Đó. Trong nhóm bệnh lý lý này là G-score động mạch phổi rất là quan trọng. Thì đối với bệnh nhân thứ chứng calo hồng thì mình có thể là giữ lại ở bệnh viện địa phương cũng được. Rồi sau đó khi mà sau sanh thì thường những bệnh nhân calo hồng mình sẽ mổ thầm tầm khi bé nó lớn chứ không có cần can thiệp gì trong thời kỳ sơ sinh để cần chuyển viện lên. Thành ra là nếu mình đo G-score mà nó tốt á, thì mình cứ giữ. Còn nếu mà bệnh nhân mà có G-score nhỏ thì mình nên chuyển qua bệnh viện để có kết hợp sản nhi sau sanh thì sẽ tốt hơn cho em bé. Đây là cái ý nghĩa của cái chuyện mình phải tính cho nó chính xác hơn về cái phần G-score. Mình phải đo mọi thông số, đánh giá cái vùng thoát thất phải. Mỗi bệnh nhân, đây là hai nhánh động mạch phổi của bệnh nhân, hình rất là đẹp, mặc dù thai chỉ mới có 20 tuần. Vùng thoát thất phải bên dưới, mình thấy cái gần phía đây là cái vòng van nè ha. Đây là hai nhánh động mạch phổi. Thì đây là cái chính của tiên lượng trong bệnh nhân mà tứ chứng phalo. Ống động mạch thì mình cũng đã quan sát được trên ba mạch máu. Nếu mình muốn kiểm tra lại thì mình sẽ kiểm tra bằng cách cung. Cùng chủ bình thường. Bệnh nhân này có lép SCC ha. Cái ống động mạch của bệnh nhân này có lẽ là vertical thì mình sẽ kiểm tra khi thai nó lớn hơn chứ cũng khó xác định được ở cái thời điểm thai này. Cũng như bình thường làm xong ấy thì thường mình phải phân tích kết quả thì mình bấm vô report. Thì đây là những cái thông số mình đo. Thì ca này mình chỉ tập trung mình đo cái phần mà cái động mạch phổi. Mình đo tổng cộng của động mạch phổi là 3 lần, tầm tầm khoảng 2.5, 2.8, 2.7. Chỉ số trung bình nó tự tính luôn cho mình là 2.69. Thì mình thấy là G-score của động mạch phổi trung bình của mình là trừ 2.5. Rồi những cái nhánh, hai nhánh này thì kích thước này ở tầm khoảng dưới trừ 1. Thì mình cũng thấy là bệnh nhân này với cái kết quả này thì là đây là một cái ca tứ chứng phalo. Nếu mà không diễn tiến nữa thì cũng nhiều khả năng mình sẽ giữ được vòng van sau sanh. Còn nếu mà diễn tiến nữa thì là có thể mình sẽ cần phải là làm cái mổ trong annulabat. Thì mình cũng tham vấn với bệnh nhân hết là mọi thứ. Đây là một bệnh lý tim ẩm sinh tím thường gặp. Tuy nhiên nếu mà có thể mà nếu vòng van động mạch phổi diễn tiến thì bé có thể cần phải can thiệp nhiều lần sau sanh.